Những con đường chỉ nhìn thôi cũng đủ thoát tim chứ đừng nói đi qua. Chỉ đứng từ xa nhìn cũng cảm thấy rùng mình, vậy mà vẫn có nhiều xe cộ đi qua những con đường tử thần này. 1. Đường Godzilla Ấn Độ. Hai miền đất du lịch nổi tiếng của Ấn Độ, Ladakh và Kashmir, được nối với nhau bởi con đường dài 9 km mang tên Godzilla. Mặc dù xe tải và gia súc vẫn có thể đi qua cùng lúc, nhưng con đường này lại quá hẹp và nằm trên vách núi vô cùng nguy hiểm. 2. Đường Romania. Con đường này nằm ở dãy núi Carpathian và thường xuyên qua ngọn núi Fagaras, ở độ cao 2.034m. Đây là con đường cao nhất của đất nước Romania. Ngoài ra, con đường này còn được biết đến là điểm tham quan tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. 3. Cao tốc Trenton, Alaska. Cao tốc Trenton là con đường hiêu hắt nhất thế giới với chiều dài 666 km và chỉ đi qua 3 ngôi làng nhỏ. Nhiệt độ xuống thấp khiến con đường quanh năm bị bao phủ bởi tuyết và việc đi lại cũng đầy nguy hiểm. 4. Đường Kharumla, India. Ở độ cao 5.602m, cao hơn đỉnh Everest Nga, Kharumla đã được kỷ lục Guinness và National Geographic công nhận là đường đèo cao nhất thế giới. 5. Đường Yungas, Bolivia. Yungas là một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Con đường này đã lấy đi sinh mạng của gần 300 người trong một năm. Trên con đường này, một bên là dốc núi, một bên là vách đá cao gần 600m. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta run sợ chứ đừng nói gì là đi qua. 6. Đường Atlantic Ocean, Norway. Nếu bạn cho rằng chỉ nơi núi cao mới có những con đường hiểm trở, thì đó chính là một sai lầm. Thủy thần cũng mang lại cơn ác mộng kinh hoàng với cánh lái xe nếu bạn nhìn vào con đường này. 7. Đường xuyên núi Gulian, Trung Quốc. Đường xuyên núi Gulian dài 1.200m là kênh liên lạc duy nhất của người dân trong một ngôi làng với thế giới bên ngoài. Lúc đầu, đây chỉ là một đường cắt qua núi được người dân địa phương xây dựng. Sau đó, chính phủ hỗ trợ kinh phí để xây dựng thành con đường dài như hiện nay. 8. Con đường điên Liberté-du-Gard, Pháp. Con đường dài 4,5 km, nối liền đảo Noirmoutier với Beauvoir-sur-Mer trên lục địa thuộc phía tây bắc tỉnh Verdi. Điều kỳ lạ là người dân và du khách chỉ có thể đi trên con đường này khi nó xuất hiện trở lại vào lúc thủy triều rút. 9. Đường Hana, Hawaii. Con đường dài 84 km chạy xuyên qua rừng nhiệt đới, nối liền thị trấn Kahului và Hana ở Maui. Thời gian gần đây, đường thường xuyên bị đóng cửa do sạt lở đất. 10. Con đường chết, Nga. Tên chính xác của con đường này là Kolyma và là con đường lạnh lẽo nhất thế giới với chiều dài 2.031 km. 90 km đầu tiên của con đường được xây dựng vào năm 1932, phần còn lại được hoàn thành vào năm 1953. 11. Đường Cordillera Ponti, Pháp. Con đèo nguy hiểm Cordillera Ponti nằm trên độ cao 2.000m trên dãy núi ép của Pháp, ngay cạnh biên giới giữa Pháp và Ý. Với nhiều góc cua gấp và dốc, con đường này đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người. 12. Gotha, Thụy Sĩ. Đây là một trong những đèo núi cao nhất trong dãy núi Alps. Một con đường dài 64 km nối những sườn núi với nhau, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. 13. Caucasus, Nga. Con đường hẹp này nối Sochi với hồ Rista xuyên qua các dãy núi. Nó vừa gây ra cảm giác sợ hãi, vừa sở hữu vẻ đẹp kỳ lạ. Điều đó khiến cho con đường trở nên hấp dẫn với những tay lái ưa khám phá và mạo hiểm. Một cây cầu ở hạt Island bang Washington, Mỹ được treo lủng lẳng trên hai vách núi.